Rồi một vị trí bất động sản cực đẹp nha quý vị, cách trường Minh Thắng à, phải nói là ngay trường luôn nha quý vị, ngay sau sau trường Minh Thắng luôn. Và ở đây chúng ta có thể thấy ạ, à, trước mắt chúng ta là quốc lộ 14 nha quý vị. Đó. Và kết nối với đường Minh Thắng Quang Minh, đi ra khu nghiệp Tân Quan cũng rất là gần. Với vị trí bất động sản này có diện tích là ngang 32 m vị, ngang 32 m, bám mặt tiền đường nhựa và sâu cho 32 m. Và vị trí đất chúng ta nằm ngay trung tâm của phường Minh Thắng nha quý vị, ở xã Minh Thắng nha. Ngay trường học Minh Thắng. Cậu Thơ đang có mặt tại trường học Minh Thắng Và chúng ta có thể thấy ạ Đường này chạy thẳng chúng ta chạy vào Hồ Phước Hòa Rồi chạy đi kết nối đường số 2 Nha Bích Rồi ra, đường Dương Gia Trang Chúng ta chạy đều được nha quý vị Đó, Ở đây dân cư sống đông đúc rồi Và chúng ta chạy tới cột điện rẽ trái ạ. Đó, Chạy tới cột điện thứ hai rẽ trái Vào 30m là tới vị trí đất Với diện tích ngang 32 Sâu cho 32 Cách quốc lộ 14 chỉ 400m quý vị ạ. Cách quốc lộ 14 chỉ 400m Cách trường tiểu học Minh Thắng chỉ 300m thôi ngang 32 số 32 giá hiện tại chỉ hơn tỷ bám mặt tiền đường nhựa 32 mét quý hàng quan tâm đến bất động sản này liên hệ ngay trọng thơ qua số điện thoại trọng thơ để bên dưới bình luận hẹn gặp lại quý hàng tại trường thành bình phước gặp trọng thơ để chốt nhé